Con cô đi là bao lâu rồi cô? Lâu lắm mà, mấy chục năm mà đâu có ở gì đây, đâu ở tôi đâu mình biết ấy. Là những mấy chục năm trước là Tết đồ có về với cô không? Dạ không luôn. Trời ơi, mấy mươi năm luôn á hả? Thằng cha ở thằng cha tôi ở bên vợ thì chứ khốn nạn lắm, có khi cháu vợ nó còn đòi quánh nữa, nữa. Rồi tôi có dám đợi đó mà tôi xin một cơm nào ăn đâu. Tôi thiệt không, mình không lo cho nó được, nó không ở mình đâu. Tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương, hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa ông bà cô chú anh chị, hiện giờ con đang có mặt tại tỉnh Cần Thơ. Đồng hành với con ngày hôm nay là anh Tài đây cô chú anh chị. Anh Tài có giới thiệu một hoàn cảnh một cô. Cô ấy hoàn cảnh như nào anh ha? Dạ anh chào Nghĩa, bà Út cũng có bốn con, cũng nghèo khổ không có nuôi bà. Thì bà gạo thóc thì cũng nhờ địa phương với mấy ông từ thiện cho. Bà ăn với bà là tiền nhà nước, anh Nghĩa cũng bà không có, còn bà không có lo cho bà cũng nghèo khổ. Té bà ghệ tại bà cũng mới lành, cũng không có ai nuôi bà, cũng nhờ anh Nghĩa qua đây chia sẻ giúp đỡ cho bố. Em cũng mong ơn anh. Dạ, có nghĩa là bốn người con không có về đây thăm bà luôn hả anh? Dạ không, không Nghĩa. Lâu lâu chưa anh? Cũng mấy năm cũng không về nữa, Tết cũng không về nữa. Dạ. Còn câu chuyện như thế nào thì con mời ông bà cô chú anh chị tiếp tục video ngày hôm nay, anh đi trước đi. Dạ. Thì con xin thưa ông bà cô chú anh chị, thì con đường đi ở ngoài đó xa lắm cô chú anh chị, ở ngoài vô nữa. Nhưng mà con ghi lại một khúc cho ông bà cô chú thấy thôi. Đường đi rất là nhỏ, đi phải chen chen cô chú anh chị, do là cái này là xin đi nhờ đường của cô chú ở đây ha, anh Tài ha. Dạ. Cho nên là con đường đi vô. Rồi hàng ngày cô làm công việc gì anh Tài? Thì gạo thóc thì bà cho ăn, bà đi đâu cho gạo bà xin. Dạ. Nhà cô đây ha. Dạ, nhà bố của đó bà phải nhận tôi. Dạ. Anh kêu giùm em ơi. Bổng ơi. À có trong nhà. Ai hình như bà mới vừa ăn cơm xong hay sao nè. Con lại con thăm cô này cô ơi. Ồ nhà tối quá, có bóng đèn ở đây không cô? Không có bóng đèn hả? Cô đang làm gì đó? Rửa chén. Ủa, rửa chén hả? Nay con lại thăm cô nè. Tối quá. Con xin phép con gửi này cho cô nha. Để cô nói chuyện con nghe, rồi con cô cháu mình tâm sự để ông bà cô chú biết được cái hoàn cảnh của cô đó. Thì tối quá, cô có thể lên trên với con được không? Để tôi gửi miếng thiếp này ra. Dạ được. Để sáng hả? Ừ. Để sao con gửi cho. Gửi ra luôn rồi. Rồi. Được chưa? Rồi đứng lại được. Dạ. Yeah. Trời ơi, dưới này ẩm nước quá rồi. Cô đó thấy đó. Cô. Dạ thưa Út. Vậy đó. Vậy đó, vậy tối ngày vậy. Rồi nước này mình xài sao cô Út ơi? Ừ, nước thì xài thì có cây nước vô. Cây nước vô ha. Ừ. Là cũng như có nước sạch. Còn ừ. Chậm rồi này kia mình cũng có bếp ga. Dạ. Con thấy là đứa trước con vô có thấy bếp củi nữa. Cái đó là nấu củi nữa. Dạ. Ừ. Rồi cô Út cái tay không khỏe hả? Cái tay này nó sệ luôn rồi. Sệ cái này nè. Dạ. Rồi cô Út mỗi lần rửa chén sao rửa con xem đây với. Dạ. Có một tay hả? Ừ. À. Rồi cô ơi, rồi ví dụ như cá mình mua về mình làm sao cô? Dạ không, làm sẵn mua à. Người ta làm sẵn thì mình cạo cạo thôi. Ừ. Không cạo luôn, biểu người ta cạo luôn. Người ta cạo về mình để vô mình rửa. Dạ. Cũng khó cô ha, rồi giặt đồ cô giặt sao? Thì cũng gì nè. Một tay vậy đó. Cái này cái tay này cô bị gì lâu chưa cô?
Dạ cũng hơi lâu rồi nhưng mà nó ấy rồi, nó không còn, nó cũng như là không có cảm giác gì nữa. Là mấy năm rồi cô hả? Cũng không nhớ nữa. À, cũng như bị lâu rồi. Cô té hay sao? Té. Ở con mình nguy hiểm cô ha. Rồi tự gài té hoài gì đó ra ngoài, ngoài đó là té, muốn té giờ nào té. Cô Út năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ bảy, gần 76 tuổi rồi. Gần 76 tuổi rồi. Cô ở trong căn nhà này với ai cô Cũng như có thằng đó nói thôi vợ, rồi rồi bây giờ nó đi làm nó sống rồi, nó không có ở tôi nữa. Là con cô hả? Dạ À. Thôi cô. cái đó là nói thiệt không cho nó Con dối xin nữa. cô lên trên chút đi cho nó sáng sáng cô ha. Dạ. Rồi sau tí nữa con phụ con gửi với cô. Đó, được rồi không sao. Thôi con không có lấy tiền đâu, cô đừng có sợ, con gửi giùm. Bị rửa quen rồi được hết Dạ, thôi dẫn trơn con lên trên đi. Nhà mình có bị trời ơi, đứng lên cũng khó cô hả? Rồi nhà mình có bị tạt bị dột gì không cô? dạ nó thì đó cái này nè Con thấy ẩm ẩm thấm nước quá nè. thì đó ẩm đó Dạ. ẩm nước Thôi mình lên đi cô. đó. Cô đi trước đi. Tối là cô ngủ ngay đây ha. Dạ À. ngủ nhiều nhiều đó đó. Nãy cô mới dùng cơm xong hả? Dạ Cô ngồi kiếm chỗ, cô ngồi bên đó đi. rồi hồi hôm giờ bệnh rồi thành ra nó nằm hoài không muốn ngồi gì. Trời ơi, nhà chặt không có, không có chỗ để. Có cô ngủ trên miếng dán nhỏ xíu vậy Cái này miếng nước chứ không có miếng dán nữa. Nữa. nước lên tới đây luôn nè cô ơi, Dạ. sao nước nhiều vậy cô? Bởi vì cái này là nhà thấp, hai bên cao rồi bên này thấp á. Thành ra nó Ừ, ở dưới ỷ. nó lên hay Dạ là ở dưới ỷ. trời ơi gì rồi, mình giờ mình làm sao cho nó hết ỷ gì cô? Bây giờ thì tôi cũng không biết làm sao nữa. Rồi cô sống ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi ha. Hôm nay con đến thăm cô thì cô chia sẻ với con để ông bà cô chú kênh con biết được cuộc sống của cô ha. Đúng không ạ? Nãy cô nói cô năm nay là cô 76 tuổi rồi. Dạ. Được cô có được nhận tiền cái nguồn trợ cấp nào của nhà nước không cô? Dạ có té Dạ. nè, té Một gãy nè. tháng được nhiêu cô? Hồi mới thì 100, 200 lên lần lần vậy đó. Hiện giờ đó cô Bây giờ được 1 triệu. được 1 triệu ha. Dạ. À, rồi hàng ngày cô có phải uống thuốc gì không? Dạ có chứ. À, Thiếu thuốc không được. mình mua ở ngoài ha, bảo hiểm gì cô? Bảo hiểm cũng có nhưng mà bảo hiểm đi giờ xe nó không chở chú ơi. Dạ. Xe nó không chịu chở nên sợ tôi té rồi mất công thờ đền Dạ. rồi thành thử ra tôi mua. Dạ. Ừ. Là mình mua ngày cô uống được khoảng bao nhiêu tiền cô? Hồi sáng thì đi mua thuốc là đền máu thuốc ống đó không có tiền rồi mua được có 5 ống thuốc à. Ừ. Còn rồi thuốc viên rồi đi lãnh. Đi lãnh mà lâu lâu mới đi chứ xe đậu bộ đâu có đi nổi. Mở mở cửa ra được không? Được, mở cửa Nực quá à. tại tại chú Mở ra là che ba cô liền. Không có khép lại được. Ngồi ngồi xích qua đây nè. Nực cũng chết, bắt cái máy quạt ra thì nó nghe nó ồn lắm. Cửa nhà nhỏ mở cửa bự quá cố cô ơi. Tiền thì người Xác ta chưa? cho cánh cửa mà Xác chưa luôn, xác chưa luôn. Đó. cô dở cái niệm Dở cái niệm lên cô. Đó. Rồi trở lại câu chuyện ha. Rồi cô được mấy người con? tôi 4 đứa con bây giờ nó có chồng có vợ hết là nay tứ tán à. Nó nói chung là cũng như là tôi không bây giờ không có con gì đó Là sao con không hiểu? là cũng như là nó có chồng có vợ nó đi hết nó đâu có ở với mình đâu Sao vậy cô? thì nó theo chồng theo ấy nó nuôi thì con nó rồi nó đâu có nuôi mình đâu Người Tết đồ có về thăm cô không? dạ không luôn đó tôi có nói thiệt tình hỏi ở đây không có gì à không có ai gì ở đây thăm đó. Cô có biết nguyên nhân gì sao không Tại nó nghèo mà không có tiền cô? Không có tiền cho mẹ thì về thăm mẹ vẫn được mà. cũng không về luôn Sao vậy? thì nói không có tiền nó không về Bao lâu rồi cô? Bao lâu con chưa về? dễ đâu rồi Dạ. Cô có mong điều gì ở con cô không? dạ không
Cô không mong con cô về để ở với cô không? Không. Mình không lo cho nó được, nó không có ở với mình đâu. Cô không mong về thăm cô luôn. Rồi hàng tháng có gửi tiền gì cho cô? Dạ không luôn. Một năm rồi là cho được có mấy trăm ngàn à. Năm rồi là có cho. Lâu trong năm nay nữa. Chỉ hồi đó thì chỉ ăn hộp cơm thì nó chỗ ăn cơm thôi. Thôi tôi đi về đây tôi ở, tôi sống ở anh tôi. À cô về đây lâu chưa? Về lâu rồi. Hồi đó là con cô với cô ở chung là ở đây luôn hả cô? Không có ở chung luôn. Nó không ở chung. Không ý là hồi nhỏ đó cô? Hồi nhỏ hồi còn đi lắm đắm thì có ở thì. Rồi tới nó có chồng, nó có vợ, nó ra ở riêng hết à. Con nói cô nghe nè, tuổi cô thì cũng lớn rồi đó, với lại là cô bị cái tai gì nữa đó. Dạ. Ở một mình. Rồi ví dụ con xin lỗi cô trước nha. Một ngày nào đó mình không có khỏe đó. Cứ việc nói. Rồi sao cô tự nấu cơm, sao tự giặt giũ được cô? Thì cũng vậy chứ, chú ơi, hồi gãy tay này nè chú. Bò dưới đất một mình à, chứ có ai đâu mà tiếp mình đâu. Lúc đó con cô hay không? Biết cô gãy tay không? Hay, nhưng mà có ai về đâu chú. Cô có điện cho nói cho con cô biết không? Biết chứ, ở đây người ta biết chứ. Họ không ai gì hết chứ. À, cũng có gọi điện đó. Dạ. Nó biết mình gì đó, nhưng mà nó cũng như là bỏ đứt. Chứ không có nói gì hết trơn. Như là nó bỏ đứt. Tôi hả? Nó thì cậu tôi té gãy tay nè. Tới cái quần mà con không có thay được. Không có được cái gì hết trơn mà nó đâu có ai gì ở đâu. Cô biết con cô hiện giờ ở đâu không cô? Dạ biết chứ. Có hay điện hỏi thăm cô không? Dạ có. Chỉ điện hỏi thăm thôi. Dạ. Tiền thì cũng không cho. Dạ không có. Cũng không có về thăm. Dạ. Chắc có lẽ là anh chị cũng làm ăn gặp khó khăn hay là nghèo quá cô hả? Đúng rồi, nó nghèo khổ. Con cái khổ. Không phải về thăm mẹ chứ cô? Không, không có về thăm mẹ. Cô mấy trai mấy gái vậy? Hai trai hai gái. À, mấy anh mấy chị lớn hết chứ cô? Lớn hết rồi, người 40-50 tuổi hết rồi. À, 40-50 tuổi hết rồi. Giờ cô cũng có cháu ngoại cháu nội rồi đó. Chà. Rồi chú mất đâu chưa cô? Bữa nay là cũng mất hai mấy năm mà, 21-22 năm vậy. Yeah. Khi đó hồi trẻ lúc hồi đó là công việc của cô là gì cô? Hồi đó là đi làm mướn với đi bán cháu. Chở cháu bao đi bán. Yeah. Lúc đó là cô chú đi chở cháu bán để nuôi những người con đó. Yeah. Rồi sau này là không có làm nổi nữa. Như chú mất rồi cô lên đây luôn. Hết nổi rồi. Bây giờ công việc hàng ngày của cô là chỉ nấu cơm, giặt đồ này kia vậy thôi. Dạ. Ở trong cái căn nhà này là cô cất lên lâu chưa cô? Dạ, lâu rồi. Dạ. Rồi Tết, những ngày Tết á, dạ. Cũng mình cô hả? Dạ, mình một à. Là con cô đi lập nghiệp ở bên chồng, bên vợ hoặc là ở công ty? Dạ. Dạ. Làm công ty rồi cũng không có về luôn. Cũng như gia đình một đứa con gái Út thì nó năm 4-5 đứa con. Gia đình nó 4-5 người đó. Yeah. Rồi nó bây giờ chỉ có con vợ mà công ty cứ ty thành thử đâu có gánh vác nuôi mẹ nổi. Còn mấy anh mấy chị kia cô ơi? Còn mấy anh mấy chị kia thì cũng vậy luôn. Thành thử không có gì thăm bên gì đâu, chết sống như vậy kệ, nó không có gì à. Chứ có lần nào cô điện cô gặp được con cô không? Dạ gặp chứ, điện gặp chứ. Mấy mẹ chú mấy cô chưa thấy cái hoàn cảnh của tôi thảm đó. Cô kể con nghe đi. Té mà gãy tay ở xung quanh này mấy đứa này nó dợm nó tiếp thôi chứ cái vấn đề gia đình của nó lo chứ nó không lo cho mình được nữa. Thì còn mình cũng mang ơn nó nha, mấy đứa là nãy đó chứ không có cái vấn đề nuôi mình thì không có nuôi được đó. Rồi là con mình nó không có về được nữa rồi đâu.
mình nói ai giờ chết ai vậy. Đâu đó con đi đến thì con cũng mong mỏi một điều là ông bà cô chú khi lớn tuổi được con cháu sum về để lo từ bữa cơm. Dạ. Nhưng cô thì không được điều đó. Dạ. Cái này bất hạnh nhiều lắm, bất hạnh luôn, bất hạnh thẳng luôn chứ. Mỗi lần gọi điện là chỉ hỏi thăm mẹ vậy thôi. Dạ, hỏi thăm thôi. Chứ tiền không có cho tiền quá. Tôi tính đi vô dưỡng lão ở mà mình mần gì không được vô dưỡng lão làm sao. Vô dưỡng lão không báo người ta nữa. Phải mình còn mần được tiếp tay thì vô dưỡng lão đâu có mần gì được đó. Nhưng mà cô ở đây mãi như vậy thì cũng không được. Thì bây giờ chú ơi phải chịu niệm Phật sớm đi. Tới đâu rồi mình tay đâu quá đi chứ giờ sao giờ. 5 năm 10 năm nữa cô đâu thể nào tự mình làm được đâu cô. Thì chừng đó hả đi, sao cũng được hết. Yeah. Không biết sao giờ. Tới chừng đó hả. Thí dụ mình ngủ tối là đi theo ông bà cũng được. Chứ giờ mình đâu còn nghĩ gì mà nổi nữa đâu. Hồi đó mình còn nghĩ nuôi cho lo mưa vào nuôi con nuôi cháu, bây giờ hết nghĩ gì được rồi. Không còn nghĩ gì được nữa đâu. Mà làm thinh để sống gì chứ, không lẽ mình đi ra đường mình ba mình khổ quá. Không có nói gì được hết chứ, đâu có ai hiểu mình đâu. Nhà cứ vui hủi vô một mình trong đây, từ sáng tới tối vậy buồn lắm hả cô? Chân dạng tôi cúng xong rồi tôi vô mùng ngồi nằm mà bây giờ có bước dám bước đi đâu đâu. Nếu mà mình đi lỡ mình té rồi cái không ai lo. Mấy đứa kêu tôi đi vòng vòng chơi tôi còn không dám đi nữa. Sợ nhỉ, bữa hổm bước đi mà nó chạy cái sụp vò ở dở vò lên mà nó bị lấy tật từ miền khổ. Đã mình bị tay rồi mà thêm dò nữa là làm sao mình sống. Cái chân cô bị sao cô? Cái con nghe đây, cái chân của cô đó. Cái chân bây giờ không có sao hết trơn á, mà đều nó mỏi, nó đuối dữ lắm. Nó yếu rồi. Có nghĩa là đi đứng khó lắm đó. Khó lắm. Yeah. Sao cô không lên đó ở với con của cô? Trời ơi, bây giờ nói làm sao giờ chú hiểu cho tôi giờ. Bây giờ là hàng ghế nè. Mình nói gái này còn ghế nè, rồi còn con cháu mình nó không vừa lòng nữa, rồi phải làm sao ở đi chú. Trời mưa ơi, cô chú anh chị, không biết cô chú anh chị có nghe không nữa. Để con mở cái video lên nè, có nghe này con tiếp tục, con chờ mưa tạnh rồi con tiếp tục để gửi đến ông bà cô chú anh chị ạ. Dạ thì con xin thưa ông bà cô chú anh chị, giờ mưa cũng đã đỡ rồi, nhưng mà do còn cái đường cũng xa quá thôi, con muốn tranh thủ con ghi tiếp cái nội dung video. Trong lúc chia sẻ giữa con với cô Út á, cái tiếng mưa có lớn quá, mong ông bà cô chú anh chị thông cảm giúp con ạ. Giờ cô chú mình tiếp tục chia sẻ để ông bà cô chú hiểu hơn, nhiều hơn về cuộc sống của cô Út ha. Rồi con hỏi cô á, ví dụ như giờ là gạo hàng ngày là mình phải mua ha, sao cô? Biết rồi, biết không, từ thiện cho. Từ thiện cho ha, yeah. Cũng đủ ăn cô ha. Rồi ở đây cô đi chợ sao, cô kể con nghe đi. Đi chợ miếng có tiền thì đi mua, còn không có tiền mua thiếu. À mua thiếu. Mua thiếu. À mình đi lại chợ mua thiếu hả cô? Dạ, mua thiếu. À. Mấy đứa nó bán hết trơn. À, mỗi lần cô đi chợ gì đó có tiện lắm không? Đi có khỏe trong người không cô? Bữa nào mệt thì không có đi. Dạ. Bữa nào khỏe thì đi. Dạ. Có lắm lúc rồi mấy đứa biểu lấy cây gậy chấm miền mà. Tôi nói là nào giờ không có chấm gậy chấm từ không có chỗ chấm. Dạ. Vậy đó. Cũng ráng đi từ từ thôi vậy đó. Dạ, cũng đi từ từ. Rồi thường con hỏi cô nha, thường mình mua cái gì để mình ăn, cô có mua thịt mua cá gì ăn không? Dạ có. Dạ. Yeah. Nhưng mua cá rồi ăn bữa nay ngày mai ăn bữa nữa mới hết. Trong 1 triệu đó vừa mua thuốc nè, rồi con hỏi cô như điện sinh hoạt ở đây mình có phải đóng tiền không cô? Đóng luôn. Một tháng cô bao nhiêu tiền điện? Có khi 60-70. À, tiền nước cô ha. Dạ. Rồi tiền nước nữa. Tiền nước thì có khi 40-50. À, hai cái đó như 100 ngàn rồi đó. Dạ, dạ.
Rồi như vậy là đủ tiền đồ ăn suốt trong một tháng mình không cô? Dạ không, có khi bị tiền thuốc là nặng nhất. Có khi là tiền thuốc là thiếu nữa. Nó cũng như tháng này thiếu rồi đó, không sao mình trả. Nhờ vậy mới sống được. Người ta cũng bán thiếu cho mình. Dạ dạ bác. Còn thuốc thì mượn tiền nha. Mượn mấy đứa vòng vòng đây nè, nó cho mượn. Thì con thấy ở đằng trước cô có lá dừa, có củi đâu này kia, cô kiếm sao cô coi? Đây nè, sát bên nè, dừa trên trên cây dừa rụng rớt xuống. Dừa của cô hả? Của chị Dông. À. Ừ. Cô có cái nhà này thôi. Dạ, chỉ có là nhà này thôi. Dạ. Con đến đây thì qua câu chuyện chia sẻ của cô khi nãy giờ đó, dạ, con thấy cô cũng, con xin lỗi, con dùng từ khổ được không con? Khổ đừng có nói xin lỗi gì hết trơn, nói thẳng là khổ đi, đừng có xin lỗi. Tôi đau, tôi nằm nhà thương, nằm tới bà rịa luôn, chứ không có nằm nhà thương đâu. Lâu lâu á, tôi nói thẳng là tôi đi thăm con cháu nhớ quá đó. Đi thăm ra ngoài thăm mà đau bất tử, nằm ở nhà thương bà ghê không. Thì cũng như là con cháu nó chạy tới chạy lui vậy thôi, chứ cũng không có nuôi được. Dạ, do không về. Rồi tới chừng tôi hết rồi tôi về đây, tôi không chịu ở ngoài. Tôi thấy tôi cũng quá khổ rồi, tôi không ở ngoài được. Con nói cô nghe, con thấy cái điều kiện cô ở ngoài là tốt hơn. Tại vì khi mà cô ra đó cô thăm con cháu cô đúng không? Dạ. Thì cô ra đó cô sức khỏe không khỏe là cô nằm bệnh viện ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu đó. Thì con cháu cô vẫn đi tới lui. Tuy là không có nuôi chứ túc trực, nhưng mà khi nào rảnh thì con cháu vẫn tới luôn lui. Rồi chú ơi, không có tiền làm sao nằm bệnh viện hoài được. Không, ý là cô về nhà trọ cô ở với cháu cô, con cô được không cô? Nó khổ dữ lắm, không có ở được, phải ở được tôi đâu về đây. Tôi nói vậy chú với cô mà biết, nếu tôi ở được tôi đâu có về đây chứ. Tại vì đôi khi cái câu chuyện nãy giờ cô chia sẻ con là cô cũng có từng nghĩ là mình sẽ đi vô viện dưỡng lão. Dạ. Nhưng giờ sức khỏe mình yếu quá, rồi tay chân mình bị dụng về quá, rồi sợ vô đó không có làm gì được. Dạ. Rồi cô cũng không dám đi, chứ chưa biết nơi đó như thế nào nữa. Dạ. Đúng không cô? Đúng rồi. Còn cô ở lại đây thì khoảng thời gian này là sẽ vẫn được đó, cô vẫn còn nấu cơm được đó. Dạ. Vẫn còn rửa chén mà mặc dù rửa một tay thôi, hay giặt đồ cũng vậy. Còn chỉ một cách cô nghĩ duy nhất là cô nên ra ngoài đó, về đó. Cô ơi, cô có từng hỏi người con nào là con cho mẹ về ở chung với con như nào không cô? Không hỏi được đâu. Nội cái mà nó chửi con, đánh con là tôi không ở được rồi, đừng học chứ đừng có nói cái gì. Nó quýnh con, quýnh đồ này cái tôi ở không có được đâu. Trời ơi, tôi khổ lắm, tôi nuôi ba đứa cháu mà không mẹ. Mà giờ vợ nó cũng đâu ở với tôi đâu. Tôi cũng không có giấu giếm gì, tôi nói thiệt. Tôi nuôi ba đứa cháu mà bây giờ nó có chồng bây giờ bỏ đi xem đâu giờ nó mà tôi gì đâu, hình thử cái đó tôi đâu có ở với ai được. Bây giờ tôi chỉ niệm Phật niệm trời mà tôi sống thôi, mà nếu cái Phật bạc phần thì tôi phải chịu chứ giờ không có còn nghĩ cái gì nữa, nghĩ gì đâu nữa. Hết nghĩ. Nuôi con rồi nuôi cháu rồi bây giờ già rồi tôi thủi ở một nhà. Mấy gì? Tôi nuôi ba đứa cháu cho ăn học đàng hoàng hết trơn. Lúc đó là cô làm công việc gì để nuôi mấy đứa cháu? Dạ không, tôi chỉ đi xin từ thiện ở đây vòng vòng tôi nuôi. Người từ thiện cũng nuôi tôi đàng hoàng. Cho nên vì vậy đó mà tôi phải bán chùa ở đây. Đó. Ví dụ mà không có đến đổi từ thiền tôi cũng cho mình chức đỉnh. Chứ còn ra ngoài đâu có ai cho hụt rau nào ăn chú. Con cô nuôi cô.
Không được chú ơi, chú khổ dữ lắm chú. Trời ơi, nói, nếu mà nói ra nữa tội chú con mình chứ. Nó nuôi vợ nó, cô là vợ nó mới mất đi nè. Còn mình ở số 100 đó. Mày người ta hỏi vậy chứ. Trời ơi, tủ lạnh trái cây nhóc vậy sao bà không ăn, có đồn ăn chú thôi với cô. Nó nuôi bà vợ nó không nuôi mình đâu mà ăn. Mình đâu có dám vô lấy ăn. Thí dụ gì đó. Bởi vậy bà mình đã phạt phần rồi. Chú nó, tôi về tôi đâu có dám nói với mấy đứa này đâu. Tôi về tôi thua rưỡi chứ sống à. Chứ bây giờ không có sống như ai được chứ. Đúng rồi. Bữa nay tôi tâm sự với chú với cô đó. Chứ tôi không có nói với ai chứ. Tôi cũng vui vẻ để sống chứ tôi không có buồn mà không nói. Thằng trai tôi đó. Hả, bây giờ là chứ nó khốn nạn lắm. Có khi cháu vợ nó còn đòi quánh nó nữa. Rồi tôi có dám đợi đó mà tôi xin một cơm nào ăn đâu. Tôi nói thiệt. Người ta nói sao người ta nói, mẹ mà không nuôi mà nuôi bà vợ quá trời. Thôi nha, đừng nói. Đừng nói mà mang cái tội người nghiệp nữa, đừng nói. Thôi đi, chạy số của tôi. Số của tôi gì rồi. Bởi vì cho nên là từ đó là cô quyết bám trụ ở đây. Dạ. Yeah. Có nghĩa là bây giờ theo con á thì không có điều kiện để lo cho cô. Dạ. Yeah. Đi vô dưỡng lão thì sợ trong đó không biết làm sao. Dạ. Yeah. Còn ở đây thì có cô chú láng giềng từ thiện ta cho được bữa cọng rau con cá hay là ký gạo. Dạ. Yeah. Nên là cô ở đây. Dạ. Yeah. Dù dẫu rằng là biết phía trước sẽ còn nhiều khó khăn khi tuổi ngày một lớn á cô ha. Dạ. Yeah. Sức khỏe ngạn yếu. Trong tương lai cô từng có suy nghĩ, nằm đêm suy nghĩ điều gì ở tương lai phía trước không cô? Có chứ. Không biết tới gì nữa, mà nằm một chỗ ai giúp mình đây đó. Có gì đó. Có thì nó có ở đây đâu. Mà theo nó thì còn khổ nữa. Bởi vì bên chồng bên vợ hai bên đều nghèo khổ. Rồi lo bên này rồi qua, nó không lo được bên kia. Vậy nó có thành ra. Thành ra tôi về đây tôi ở luôn, không có đi nữa. Cũng như là cô hy sinh để con cô được vuông tròn cái hạnh phúc trên đó. Dạ. Sống sao cũng được ở dưới quê này. Để không có bận lòng con cháu cô ha. Đúng rồi. Con hiểu rồi. Chứ ở đeo theo nó thì nó cũng phải lo cho mình hồi từ hộp cơm rồi. Thôi thấy khổ quá. Mình về sống ở đây. Thí dụ đau ốm bệnh tật nhiều quá thì tôi cũng từ thiện chứ tôi giờ hết đường nghỉ rồi. Có khi nào cô gọi điện cô xin tiền con cô không? Nó than dần chết mình có dám hỏi xin đâu. Nó nói má ơi cỡ này đói luôn đó. Rồi mình nói gì giờ đây, biểu gán niệm Phật đi con, tiếp sau à có được là trời Phật độ con thôi chứ giờ má ơi không có đường nào để gỡ rối cho con. Nói chung mấy năm trước thì nó mần với nhà nước cũng được á, sau này từ từ làm như nó sơ sức làm sao đâu á, rồi tới mình nó còn khổ ác nữa. Thôi con đó là tôi nó trình bày thử sự thật hết rồi đó. Tôi cũng bữa nay tôi cũng nhờ chú mấy chú với cô được đến đây để mà giúp cho tôi được phần nào tôi cũng rất cảm ơn. Và tôi cũng cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật đồng với độ gia đình của cô chú được vẹn toàn. Chứ tôi giờ hết biết nói gì rồi. Bao nhiêu năm sống một mình không trọn vẹn cái niềm vui hạnh phúc của một mái gia đình cô ha. Yeah. Sống thì chú thì mất rồi, con được sống gần con, người chỉ thu thủ một mình.
ngày ngày bữa cơm cháo rau đạm bạc vậy đó. Yeah. Nương nhờ vào hàng xóm láng giềng với lại là cái nguồn tiền bảo trợ xã hội của nhà nước. Thì cô chia sẻ đôi lúc cũng thiếu đó cô chú anh chị. Nhưng ở với con này không dám, không muốn. Sợ rằng là con mình khổ quá, nghèo quá, rồi bên vợ bên chồng rồi con cái lùm đùm lầy đầy nữa. Có gì lộn mà mình đâu có ở được. Nó mà ăn không có rồi thất bát nó cười rồi cãi rồi mình đâu chịu nổi. Cũng mong là con của cô làm ăn được có nhiều hơn tiền để lo về phụ lo với cô. Cũng nguyện giấy trời Phật ơn trên dữ lắm chú ơi. Do nơi cái nghiệp của mình, nghiệp của mình chứ không có phải ấy đâu. Rồi cái này là ở dưới đây rồi, của cô là cái gì cô? Cái miếng mút hả? Dạ. Shop hả? Mút. Cô không có được mua nệm hay nằm thôi. Thì hồi ấy có cái nệm nè, nệm bây giờ tôi gỡ ra đó. À lột ra đó ha. Dạ. Dạ. Rồi nước nó ẩm vậy này nữa, ỉ dưới đó vậy thôi. Còn cái miếng này con thấy nhỏ quá cô. Thì nó nhỏ chứ đâu có bự đâu. Ngủ có bề lớn không? Ừ, có bề lớn. Ngủ có bề ngang này chừng mét gì, không được mét nữa. Dạ. Dạ. Rồi ví dụ như đây là quần áo của cô làm sao? Rồi thường rồi đó giờ con cô có mua gì cho cô không hay là sao cô? Dạ cũng có mua chút đỉnh. À. Rồi giờ là đồ người ta cho không là chút. Đâu à? Ừ. Quần áo người ta cho là bận không? Quần áo thì người ta cho cô. Dạ. Dạ. Giờ được ngày nào là mừng ngày đó cô ha. Dạ. Bây giờ không nghĩ gì nữa hết. Niệm Phật để sống. Hết nghĩ rồi. Cô có mong ước điều gì không cô? Giờ mong ước bây giờ có tiền bạc rồi thuốc men rồi chị bệnh đau ốm gì thôi chứ giờ với cái nền nhà mà chứ đừng tươm nước như gì nè bà khỏe à. Cô có thể dẫn con ra ngoài để con xem cái nơi nấu củi của cô được không? Dạ. Cô đi tiện lắm không cô? Dạ được. Cái này cái gạo cô đây hả? Nếu thùng nước á. Thùng nước ha. Dạ nước đây chứ. Đây là hình ảnh những người con của cô đó hả? Dạ dạ. Lúc đó là cô còn trẻ rồi cô cũng còn nhỏ là sống chung nhau vậy đó. Dạ. Con cô đi là bao lâu rồi cô? Lâu lắm mà. Mấy chục năm mà đâu có ở gì đây, đâu ở tôi đâu mình biết ấy. Là những mấy chục năm trước là Tết rồi có về với cô không? Dạ không luôn. Trời ơi mấy mươi năm luôn á hả? Dạ dạ. Nãy giờ con tưởng đâu mấy năm? Không có mấy năm đâu. À là đi tha phương lập nghiệp vậy đó là mấy mươi năm luôn rồi. Dạ. Hồi nhỏ còn bé xíu thì ở chung với cô ha. À là cô nấu ở đây hả? Rồi dạ. Củi đồ ướt lắm không cô? Củi cái này khô. Cái này cô nè. Rồi mấy cây dừa của người ta đây cô kéo vô. Rồi... Đi lụm dài dài á. Dạ, đi lụm dài dài. Rồi về cô chặt cô phơi hả? Dạ. À, ở đây phơi con nghĩ cũng khó lắm nữa nó rậm. Không rậm. Có chỗ phơi luôn. Dạ. Là mình chặt ngoài đây hả cô? Dạ dạ. Chặt ngoài đây ha. Chặt ở đây. Còn mấy cái vườn này là của người ta. Của người ta, thân quanh của người ta. À, mình vừa được củi này là cô nói là có bếp ga mà cô không có xài hả? Cũng có chứ. Cũng có xài. Dạ. Nhưng mà tiện mình nấu được cái nào mình nấu. Nấu được cái nào mình nấu. Dạ, cho đỡ tiền ga tại vì tiền cũng thiếu hụt mà cái một chút cô ha. Dạ. Đồ rồi cô giặt rồi cô phơi ngoài đây hả? Dạ không. Giặt cái phơi sao đó đó. Dạ. Đây té tới cái đùi vô ra. Dạ. Rồi cô đi chợ gần gần mình không cô? Dạ chợ sát đây. À, đây là không chút biết mà. Rồi mỗi lần đi vậy xa lâu lắm không cô? Dạ không, chút xíu tới rồi. À. Ủa, chú đi vô đường nào mà chú chưa biết cái chợ. Nãy con đi đường đó lại. Vậy đó hả? Dạ. Chợ sát à. Nãy anh Tài dẫn chạy quá trời chạy con cũng chạy theo cũng chết. Dạ. Như vậy là tuần này ở đâu chú? Dạ con ở Vĩnh Long, con cô xích vô thôi mưa nè. Ở Vĩnh Long. Cô xích vô, cô quay mặt ra đi. Thì hôm nay con đến con thăm cô đó. Thì cô cũng khổ về
tiền tài, tiền bạc, vật chất ở phía trước. Dạ. Sinh sống mưu sinh hàng ngày, khổ vì cái tinh thần, cái tình thương của gia đình, một mái ấm gia đình không trọn vẹn. Con xin lỗi con nói câu đó đúng, dạ, có đúng không? Dạ, nói vậy không sao đâu. À, con cũng xin thưa lời xin phép mấy chú, mấy anh, mấy chị, mấy cô, con của cô thì hôm nay con sẽ đến thăm cô Út đây á. Ghi lên những cái hình ảnh, qua đó thì cũng xin gửi đến cô chú anh chị con của cô Út xem được và thấy được hình ảnh của mẹ mình, bà mình hiện đang sống ở quê với cuộc sống vất vả như vậy đó. Thì cũng mong rằng à, chú cô anh chị một ngày nào đó về thăm cô, để không có tiền cũng được không sao cả, về thăm thăm mẹ thăm bạn để vơi đi cái nỗi nhớ nhung cô ha. Con ví dụ như bây giờ nếu mà cô bắt xe ra ngoài đó thăm cô đi nổi không? Đi xe nằm dừng nằm đó thì lên đó nằm rồi đi tới Vũng Tàu, đi tới Bà Rịa đó. Rồi đó nhớ quá là đi ngoài đó. À, rồi xuống xuống xe đi nữa. Bao lâu rồi cô? À, cũng lâu rồi, cả năm rồi không đi á. À, cả năm rồi không có đi nữa. Bây giờ ở yếu rồi không dám đi. Bây giờ con cô đi ha. Thôi con, chứ con không dám đi đâu. Sao vậy cô? Ôi, tôi sợ té á. Giờ tôi đâu dám đi đâu. Muốn hỏi là tôi bị té nên cái tay gãy. Xa luôn, xa này. Xa khớp. Xa khớp. Cô té ngoài đây hả? Dạ. À, mình đi mình chợt té. Nên là té hai lần nè. Bây giờ là chỉ làm gì cũng có một tay này thôi. Dạ. Không có tiện lắm đâu cô ơi. Thì tôi kể hoàn cảnh vậy đó chú, phải chịu thôi. Yeah. Chứ giờ không có đường nào để đỡ hết. Yeah. Phải chịu thôi. Dạ thôi cô vô nhà đi để con xin quà, xin tiền của ông bà cô chú con gửi cô ha. Người cuối này giờ một tay sao cô chặt cô? Cái này hả? Yeah. Cái này người ta chặt trước. À, trước khi cô té đó ha? Không có, người ta mấy đứa nhỏ nó chặt á. À, như bây giờ cô đâu có chặt nổi đâu. Cô chặt có tay một. Dạ. Dạ cô ơi, hôm nay con đến thăm cô đó. Thì cô ban đêm ngủ có niệm Phật không? Dạ có. Có ha. Con xin của gia đình cô Nguyệt á thì cái máy niệm Phật ha, để niệm Phật cho tâm bình an cô ha. Đây. Rồi cô dặn lên vậy nè, là bắt lên ha. Rồi cô Nguyệt có tặng thêm cô hai cục pin nữa. Này của gia đình cô Nguyệt tặng cô nha. Cô cảm ơn cô Nguyệt. Em cảm ơn cô Nguyệt ở Vĩnh Long hả? Cô Nguyệt ở nước Mỹ. Ở nước Mỹ. Em tài em dặn cô kìa. Wow. Đây là dặn rồi mày đi ra ngoài sao không ơn tung. À, biết rồi. Rồi đây là chai dầu xanh với đây là thuốc nhức nha. Yeah. Chai dầu xanh với thuốc nhức là của chú Minh La ở bên nước Mỹ á. Yeah. Rồi sau video con sẽ chỉ cho cô uống. Của chú Minh La. Cô cảm ơn chú Minh La. Bây giờ nói được chưa? Cô cảm ơn chú Minh La. Đó, tôi cảm ơn chú Minh La ở nước ngoài. À, đây là đây là hai bộ đồ cùng với một cái áo khoác. Đây cô cầm nè. Cô cầm đi, đồ mới nè. Đây đồ mới nè. Đây cái áo khoác bên ngoài ha. Của cô chú ở Iowa bên nước Mỹ tặng cô đó. Cảm ơn cô chú. Dạ. Ở nước ngoài giúp đỡ cho tôi phần quà. Dạ. Rồi cô để ra sao đi. Cô nhận quà nữa nè. Mua nữa cô chú anh chị ơi. Đây là một lốc cá mồi với một chục trứng. Là của chị Xuân ở bên nước Mỹ á, tặng cô. Cái này thì trứng này cũng bự nè chị Xuân. Thì một chục trứng với lốc cá mồi là 160.000 đó chị. 190.000 lốc cá mồi 160.000 với này 30 khoảng 190.000. Để đây nha cô. Cái này là của cô nào? Cô Xuân. Tôi cũng cảm ơn cô Xuân ở nước ngoài để trợ giúp cho phần quà cho tôi. Tôi rất cảm ơn. Gia đình hai bác Trần Dỗi Phạm ở bên nước Úc á, tặng cô ký lập xưởng nha. Cảm ơn việc cô gì cô chú bên nước Úc. Cô chú bên nước Úc
để ở đây con. Tôi phần quà là quà gặp xưởng, tôi ghi thành thật cảm ơn. À, theo đó thì con xin của cô chú ở Iowa đó tặng cô chú ở Florida đó tặng cô là 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 kg đường, 1 hộp nhân mũi cô ha, 1 bịch cà phê Trần Quang, 1 bịch bột ngọt, 1 bịch xà bông, 1 chai dầu ăn cô ha, 1 chai nước rửa chén, 1 chai nước tương. Còn để đây cô đi. Vậy bà cái này cô ai? Cô ai? Một chai nước mắm. Cái này là của cô chú ở Florida. Thì 10 kg gạo với mì, nước tương, nước mắm này kia hết luôn đó. Con mua là 460.000 của cô chú ở Florida gửi tặng cô đó, dùng để thảo với cô chú. Tôi cũng thành thật cảm ơn cô ở nước Úc hả? Dạ, nước Mỹ. Nước Mỹ. Tiếp theo thì trời giúp cho tôi phần quà, tôi rất cảm ơn. Tiếp theo thì con xin phép con xin tiền ông bà cô chú anh chị để gửi cô đây có tiền để uống thuốc hàng ngày cô chú anh chị. Con xin gửi món quà của cô Quỳnh Thị Ngọc Dân, gửi tặng cô 500.000. Thật cảm ơn cô Dân. Con đọc hết. Con đọc hết rồi cô hả? Cảm ơn ha. Cô Huệ Đắc, cô Phước Ngộ ở bên nước Úc tặng cô 500.000. Cô Sang Nguyễn ở nước Úc gửi tặng cô 500.000. Chị Ngọc ở Alaska gửi tặng cô 500.000. Chị Thúy Trà ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Cô Lệ Hương ở nước Mỹ tặng cô là 1 triệu đồng, 500, 1 triệu. Anh chị tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Cô Lý ở Gia Lai gửi tặng cô 500.000. Em gái Lan Si Nguyễn gửi tặng cô 500.000. Gia đình cô Nguyệt gửi tặng cô 500.000. Chú Cường Nguyễn ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương gửi tặng cô 500.000. Gia đình bác Kim Thành Xuân cùng 4 chị gái là chị Đào, chị Thảo, chị Thanh, chị Mai gửi tặng cô 500.000. Cô Hoa Nguyễn ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Chú Hai Sủ, cô Hai Ánh ở Suối Tiên, thành phố Thủ Đức gửi tặng cô 500.000. Gia đình chú Năm Lạc ở Vĩnh Long gửi tặng cô 500.000. Tổng cộng số tiền con xin ông bà cô chú ngày hôm nay gửi cô là 8.500.000 cô ha. Dạ. Thôi tôi cũng thành thật cảm ơn là các cô chú ở nước ngoài được dồi dào sức khỏe cho tôi phần quà 8 triệu. 8.500.000. 8.500.000, tôi thành thật cảm ơn. Cô đi đâu cô? Nước nha. Phật con ngọc cầu nguyện hơn trên 4 thường 8 hướng 9 nguyện trời về phương Phật, tám hơn tiền trên chư thiên với chư mẫu, tâm cầu nguyện cho gia đình con được sự cô bác đóng góp nước ngoài về trong. Ông ơi, bữa nay là cô chú giúp đỡ tôi số tiền để trị bệnh với ông. Ông về ông mừng cái ví tôi ông
Mô A Di Đà Phật, Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô A Di Đà Phật. Cô chú giúp đỡ cái tiền trị bệnh cho ông ơi. Ông vui với tôi không? Cô khoe với chú hả? Dạ. Nãy con nói sao con không có nghe? Không nghe hả? Cô nói sao con nói lại con nghe với. Tôi nói có mấy cô mấy chú giúp đỡ cho tôi có thiếu tiền trị bệnh rồi ông ơi. Ông vui với tôi. Là cô khoe với chú là cô được cô chú Mạnh Thường Quân giúp cho cô để chú yên lòng cô ha. Dạ. Dạ. Dạ cầu xin là độ cho mấy cô nước ngoài cũng dạng sự bình yên, được tài lộc dồi dào, sức khỏe. Mô ơi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô A Di Đà Phật. Rồi cô mang quay mặt ra đi. Được. Giờ hôm nay được. Trời mưa quá à, thì con cũng mừng cho cô khi hôm nay là được quý ông bà cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân trao gửi những yêu thương đến với cô. Nãy là cô khoe với chú là cô được cái điều đó để chú cùng vui cùng mừng với cô cái ngày hạnh phúc của cô đúng không? Rồi một lần nữa là con ra về, trước khi về cô có muốn nói gì với con cô không? Bây giờ nói nó có nghe được không? Dạ anh chị đó sẽ xem được video sẽ nghe đó cô. Bây giờ con ơi, bữa nay là mấy chú với cô ở nước ngoài là trợ giúp cho mẹ số tiền là 8 triệu đồng để trị bệnh. Con gắng trời Phật cũng độ cho con gắng làm ăn cho có tiền có bạc về nuôi tiếp mẹ nghe con. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dù chỉ một lần cũng được cô ha. Dạ. Chỉ một lần cũng được. Có nghĩa là một bà mẹ sống thui thủi nơi miền quê cô chú anh chị trong căn nhà nhỏ này đây, đã bao năm rồi con không có về, do là con cháu đi làm ăn xa với lại nghèo khổ quá. Cô lên đó sống với con cô thì cũng không có tiện lắm, thứ nhất là nhà trọ chật hẹp, cái thứ hai thì con cháu cũng đông, thôi thì sống ở đây để nương nhờ hàng xóm láng giềng, những hội từ thiện cộng rau con cá ký gạo. Rồi sau này ví dụ sau này không làm nổi nữa thì tới đâu tính tới đó, ý cô là vậy đúng không? Mô Phật. Dạ, đó là nội dung câu chuyện con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. Con xin thay mặt cô Út, con chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến cô. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành ông bà cô chú anh chị luôn bình an mạnh giỏi và hạnh phúc. Và đó là nội dung video ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Con cũng mong một ngày nào đó con cô sẽ về với cô, dù một ngày Tết một ngày thường như thế nào đó, để cô chọn niềm vui và đạt thành cái mong ước của cô. Cô ha, cô có mong ước điều đó không? Cháu cũng cảm ơn chú với mấy cô. Yeah. Được là dạng sự như ý. Yeah. Để tiến bước lên đường giúp đời. Cô Út giữ gìn sức khỏe nha, con xin phép cô không về. Dạ.